nè, vợ em cái tính tình của con nít có ghen tuông rồi có nhõng nhẽo mà theo kiểu con nít không? Cưới về vợ vẫn còn con nít, cũng chỉ vợ nhiều lắm mà, nhưng mà cái tính nó chưa bỏ được hết. Nhưng mà vợ em con nít làm sao chứ, nãy giờ thấy vợ em thấy cũng điềm đạm quá chứ hả? Cái tính của em á không thích lãng mạn, chắc vợ thích lãng mạn rất là nhiều. Nhưng mà mình không được những cái chuyện đó thì vợ nó hay trách móc rồi giận tới giận lui rồi, cũng nhiều lần lắm rồi. Từ trước tới giờ ảnh có tỏ một cái hành động gì đó lãng mạn với em không? Dạ không, anh không biết làm gì hết á, ảnh làm gì mình dù lãng mạn cái nào mà nhìn cũng không lãng mạn được hết á. Nói chung dù lãng mạn cái nào nhìn thấy lãng xẹt. Dạ đúng rồi. Tại vì nhiều khi mình cũng muốn chiều vợ mình lãng mạn chút xíu, mình cũng như người ta chở vợ đi vòng vòng bờ sông hay đi uống cà phê, thì vợ nói nhìn người ta sao lãng mạn quá, còn hai vợ chồng mình không có gì hết. Nên nói thì em nhìn người ta em thấy lãng mạn chứ còn người ta nhìn mình người ta thấy lãng mạn là sao? Đúng rồi. Đúng rồi. Như này nè, em thích lãng mạn này chắc lẽ là do em coi trên phim ảnh rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy có khi nào mà em coi trên phim ảnh em thấy một hành động lãng mạn và em bắt chồng em làm giống Trang không? Dạ có. Dạ nhà Huy thấy tao đi trên đường cái thấy tao hung cái mình nói chồng ơi sao chồng không có làm giống vậy. Cái chồng nói bất cỡ. Tự nhiên mà tao nắm nhưng mà hung. Ví dụ như giờ em rủ chồng đi coi phim thì chồng có đi không? Chồng lại nói là đi coi phim tốn tiền lắm, lãng phí nữa, ở nhà bắt tivi lên coi là tốt rồi. Có đi cà phê được không? Dạ không luôn. Không luôn? Đi cà phê anh còn nói ngược hơn, anh nói là để anh quậy cà phê cho em uống. Trời ơi. Vợ em là nít đúng không? Vậy vợ em ở nhà đôi khi có coi phim về nhà rồi bắt chước, ví dụ như là về nhà mặc những cái bộ đồ sexy chút xíu để mà cho chồng mình ngắm, có không? Dạ có. Chồng đã sao? Chồng đã chồng thích không? Dạ chồng có lơ, chồng ngồi chơi game bình thường. Thôi trời ơi kỳ vậy. Dạ anh nói anh không thích những người như vậy đâu, anh không thích những người con gái đó đâu, em đừng có lo. Rồi anh, xong bắt người... mặc pyjama. Dạ. Ghét em mặc đồ bình thường ngủ luôn. Ủa sao vậy? Dạ em thích tại... tại cái tính của em thì lại không thích như vậy, thấy vợ như vậy thì càng thấy bực bội thêm thôi. Tại cũng đang trong lúc chơi game nữa. Cũng đang tập trung trong game. Dạ chồng em nghiện game lắm. Lúc đó thì nó đang vô cái cơ. Ủa nhưng mà chơi game rồi chuyện kia làm sao? Dạ. Có bỏ game không? Không, dạ, cái chuyện nó đâu có bỏ được đâu. Thì cũng chơi game chúng cũng khoảng 8-9 giờ thì đi ngủ rồi. Cái gì? Tại em ép không à. Ép là ép làm sao? Dạ có nghĩa là anh chơi game cái mình gán mình đợi, đợi được cái mình ngủ quên, cái tối giữa đêm mình tự thức mình khều khều ổng. Ổng không có để ý. Lúc nào ổng có vậy chủ động á phải không? Nghĩ chưa. Dạ. Nhưng mà mỗi lần như vậy em có bực bội không? Dạ có. Nhằm khi mình về mình làm nguyên một ngày gì mệt, mình muốn chồng mình tâm sự với mình một chút mà không được, lúc nào cũng vậy. Chồng mình về là tắm là một tiếng rồi, mà thường là về là 6 giờ rồi, ảnh tắm một tiếng đó là 7 giờ. Lúc đó mình nấu cơm cho ảnh, dọn ra sẵn hết, chung mình làm hết sẵn cho ảnh rồi, ảnh ra hai chồng ăn xong cái vô ảnh chơi game là ảnh ngủ. Vậy là mình thấy mình cũng tuổi, nhằm khi mình cũng buồn, mình muốn người chia sẻ không có. Rồi bây giờ mong muốn xã thay đổi điều gì? Mong thì mong nhất là chồng về là nên chia sẻ những điều mà đi làm hàng ngày với vợ, rồi về đừng có chơi game nhiều quá. Rồi hai người có em bé chưa? Dạ chưa. Chị thấy như vậy nè, cái tuổi tác nó bị chênh lệch nhau nhiều, thành ra là hai cái suy nghĩ á nó cũng sẽ có những cái mà nó chưa thể đồng nhất với nhau được. Mà Cường biết không, thường là như vậy nè, những ông chồng mà lấy những cô vợ nhỏ tuổi hơn á, thay vì như bình thường em đưa ra một phần công lực của em thôi thì bây giờ em phải đưa ra tới 2-3 phần công lực. Tại vì sao? Vợ em còn nhỏ thì là em phải định hướng, tức là em phải dạy dỗ vợ em luôn đó. Có những ông chồng á là dạy vợ quán xuyến gia đình nè, chi tiêu nè, dọn dẹp nè, nấu nướng rồi đủ thứ hết trơn á, chứ không phải là đơn giản là chỉ về rồi em chơi game là đủ đâu, không phải đâu đó. Cho nên thành ra chị thấy nè, bây giờ mới có 7 tháng thôi đúng không? Thì bây giờ em nên dành một cái thời gian sau giờ cơm ha, tắm thì 1 tiếng đồng hồ thôi, bây giờ bớt xuống đi cỡ chừng 40 phút thôi, thì là để dành lại cái 20 phút đó cho cái bữa cơm. Trong lúc vợ em nấu cơm nấu nước dọn dẹp em phải để mắt nữa, định lượng coi giờ cơm nước vậy là được chưa, rồi sau đó phụ vợ rửa chén, phụ vợ dọn dẹp đi, trong lúc phụ là chỉ bảo luôn. Rồi sau đó bỏ cái vụ game đi, hai vợ chồng bắt đầu có những cái phút mà gọi là lãng mạn, hai người cùng coi chung một bộ phim, rồi sau đó muốn làm gì đó làm đi. Rồi á là trong quá trình đó chắc chắn là sẽ phải có em bé thôi đó. Tại vì mặn nồng quá mà, lãng mạn quá mà, thì sẽ có em bé. Thì đây là mình đang một công đôi chuyện, có nghĩa là cho tới lúc vợ em sanh em bé thì vợ em đủ những cái hành trang để có thể là quán xuyến trong cái gia đình nhỏ của mình rồi. Rồi chúc cho hai em như những gì mà chị Hồng Vân vừa khuyên bảo
bớt cái game đi, tối coi phim và mau chóng có em bé ra đời nha. Dạ. Rồi, chúc cảm ơn chị Vân, cảm ơn anh Quốc Thuận. Rồi.